sẽ làm gì đó. À, bữa nay bác sĩ không có bệnh nhân, bác sĩ nằm, bác sĩ ngủ rồi các bạn ơi. Đồ bác sĩ để đây, bác sĩ ngủ rồi. Wow, bữa nay có kẹo ăn ngon quá. Mình phải ăn thật là nhiều mới được. Wow, mình sẽ ăn kẹo cây kem này thôi. Ngon quá, ngon quá đi, ngon quá đi. Ôi, chào bạn chó, bạn đó làm gì vậy? Mình đang ăn kẹo nè, kẹo cây kem ngon thật là ngon luôn đó bạn cá sấu. Mình còn rất nhiều kẹo nè, bạn có ăn kẹo không? Mời bạn ăn đi. Mình cũng đang đói bụng đây, để mình ăn kẹo với nha. Mình sẽ ăn kẹo mút nha, mình thích ăn kẹo mút dâu lắm đó. Đây, mà. Wow, ngon quá, ngon quá. Rồi ăn mâm. Ôi, mình no quá rồi. Thôi hai tụi mình no quá, hai tụi mình đi ngủ đi nha bạn chó. Đi ngủ thôi, đi. Ngủ thôi. Và bạn chó cũng ngủ thôi. Thế là bạn chó và bạn cá sấu vừa ăn kẹo vừa ngủ luôn các bạn ơi. Hai bạn ấy ăn kẹo mà không đánh răng và đã đi ngủ rồi. Ôi da, ôi da, sao đau răng quá, cái răng mình bị làm sao rồi, đau răng quá bạn chó ơi. Hả, cái gì, bạn cá sấu bị đau răng hả? Để mình xem bằng hả miệng ra coi. Ôi, hình như răng bạn bị sâu rồi, bạn ăn kẹo không đánh răng, bạn bị đau răng. Ôi da, chó cũng bị đau răng nữa rồi. Thôi hai đứa mình đi đến bác sĩ đi, đến bác sĩ khám xem sao nha. Bác sĩ ơi, bị đau răng quá chừng luôn nè bác sĩ ơi. Chó nữa bác sĩ ơi, chó cũng bị đau răng nhiều lắm nè bác sĩ ơi. Wow, xin chào bác sĩ thú y. Xin chào. À, bác sĩ này là chuyên gia khám cho chó nè, có đeo khẩu trang hình chú chó nè, mặc áo hình con chó nữa nè. Đâu, mặc áo hình con chó đâu. Đúng rồi, đây là đúng là bác sĩ cho đốm rồi. Thôi. Mà À, bạn chó cũng đã sắp hàng đây. Đau răng quá bác sĩ ơi, khám răng cho mình đi. Ok. Bác sĩ lấy đồ nghề ra khám răng cho mình đi. Wow, bác sĩ rất là nhiều đồ nha. Rồi, bác sĩ lấy Cái ống này nghe. nè, cái sớm nè. À, cá sấu. Rồi, bác sĩ kẹp nhiệt độ cho bạn cá sấu đi. Nè. À, kẹp nhiệt độ bạn cá sấu. Cho bạn cá sấu ngậm vô miệng nè, ngậm nhiệt độ trong miệng á. Đúng rồi. Rồi, bác sĩ lấy dụng cụ để khám bệnh đây nè. Bác sĩ đổ ra hết luôn, bác sĩ đổ ra hết các đồ luôn các bạn ơi. Rồi, lấy nhiệt độ ra. Chết, bạn cá sấu bị sốt luôn rồi nè. Đau quá, sốt 39 độ luôn. À, sốt 39 độ luôn nha các bạn. Rồi cho cá sấu hạ sốt trước đi. Uống thuốc hạ sốt trước đi rồi bắt đầu khám bệnh. Rồi, uống thuốc hạ sốt. Rồi, bây giờ để kẹp nhiệt cho bạn chó nữa nha. Ok. Rồi, kẹp nhiệt độ cho bạn chó đi bác sĩ. Rồi, cho chó ngậm nhiệt độ luôn. Đây. Đây, kẹp nhiệt độ cho bạn chó nha. Rồi, bạn cá sấu uống hạ sốt xong rồi bác sĩ khám bệnh cho bạn chơi bạn cá sấu trước đi. Rồi, bạn chó để kẹp nhiệt độ ở đây. Bác sĩ khám bệnh cho bạn cá sấu đi. Bạn cá sấu bị gì bác sĩ? Bị ăn nhiều kẹo tao bị hư sâu tay nè. Đâu bị sâu đâu. Rồi bác sĩ nhổ răng cho bạn nè, bác sĩ hầm đè lưỡi bạn ấy xuống và nhổ răng cho bạn ấy nha. Chích thuốc tê nữa để bạn ấy đau.
Rồi, chích thuốc tê vô. Rồi, chích vô bạn cá sấu chưa? Chích vô rồi bắt đầu nhổ răng ra cho bạn nha. Rồi, cá sấu sẽ chích vô mũi của bạn cá sấu và bác sĩ sẽ nhổ răng cho bạn cá sấu ra nha. Rồi, đây lấy nhiệt độ của bạn chó đây. Bạn chó cũng bị sốt, cho bạn chó uống thuốc hạ sốt nhanh lên. Nha. Đau quá, cá sấu đau quá. Bị nhổ răng đau quá chừng luôn à. Cá sấu qua một bên ngồi nghỉ đi cho bớt đau rồi đi về nha. Rồi cá sấu ra nằm nghỉ. Đấy, cá sấu nằm đó nghỉ đi rồi. Bác sĩ khám bệnh cho bạn chó đi. Uống thuốc hạ sốt chưa? Rồi, rồi bây giờ làm sao? Bạn cá sấu, bạn chó bị gì nữa nha bác sĩ? Bạn nằm xuống nha. À, bạn chó nằm xuống nha. Rồi, bạn chó bị sao? Bạn chó bị làm sao? Bạn chó còn cái gì trong miệng nữa đây nè. À, bạn chó uống viên thuốc bự dữ. Bác sĩ cho bạn chó uống viên thuốc to dữ vậy hả? Rồi, uống vô đi cho hạ sốt. Rồi nằm xuống nha. À. Rồi bạn chó bị bệnh gì? Bác sĩ khám chưa? Khám rồi. Rồi truyền nước biển cho bạn chó nha. Nước biển cho bạn chó nha. À, hạ sốt nha. Hạ sốt. Rồi bạn chó cũng bị đau răng đó bác sĩ. Coi bạn chó coi có bị làm sao không? Bạn chó bị đau răng á. Rồi. Khám răng cho bạn chó đi. Rồi lấy cái này nhổ răng ra cho bạn chó. À, đè lưỡi xuống khám răng cho bạn chó. Đúng rồi. Rồi lấy cái này nhổ răng cho bạn chó luôn. Okay. Gấp răng, gấp sâu ra cho bạn chó. Bác sĩ đang nhổ răng cho bạn chó nha các bạn. Nhổ sâu ra trước. À, nhổ răng sâu ra trước. Rồi. À, sao thế nhỉ? Đau quá. Cho bạn chó chích thuốc giảm đau đi. Ủa nha, đau quá. Chích thuốc giảm đau cho bạn chó đi bác sĩ ơi. Đâu rồi đây? Chích đây, ống chích đây, chích thuốc giảm đau cho bạn chó đi. Cái này chứ. À. Thuốc đó không giảm đau hả? Còn thuốc này không phải hả? Thuốc này giảm đau nè. Rồi. Rồi, bớt đau rồi. Rồi bạn chó qua bên đây nằm nghỉ ngơi giống bạn cá sấu đi. Rồi bác sĩ sẽ cho mỗi bạn một hộp thuốc mang về uống nữa nha. Rồi bác sĩ lấy thuốc đi, lấy thuốc cho các bạn đi. Lấy thuốc cho các bạn đi bác sĩ. Lấy thuốc này. Mỗi bạn một hộp. Nha. Đó, hộp đó của bạn cá sấu nha. Rồi thuốc này là của bạn cá sấu, mang về uống nha. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cá sấu bye bye, cá sấu đi về đây. Mai mốt cá sấu không có dám ăn kẹo nữa đâu. Ăn kẹo sâu gan đau quá. Rồi nhổ răng cũng đau nữa. Cá sấu về nha bác sĩ. Ok. Bye bye. Rồi thuốc của bạn chó đâu? Cho bạn chó về luôn. Thuốc của bạn chó đang ăn nè. À, bạn chó còn đang ngậm viên thuốc đó phải không? Rồi thôi, bạn chó cũng về luôn nha. Chào tạm biệt bác sĩ. Ba chó. Bác sĩ có lời gì để dặn chó không nè? Dặn bạn chó là không được ăn kẹo nhiều. Không được ăn kẹo nhiều. À, trước khi đi ngủ phải? Phải đánh răng. Đúng rồi. Thôi được rồi, chó cảm ơn bác sĩ nha. Chó nghe lời bác sĩ. Bye bye bác sĩ. Bye chó. Bye bye. Rồi, các bạn nhỏ nhớ lời bác sĩ dặn nha. Không được ăn kẹo nhiều. Không được ăn kẹo nhiều. Phải đánh răng bữa tối. À, tối trước khi đi ngủ phải đánh răng. Rồi sao nữa? Không đánh răng và đến nhà bác sĩ và mổ răng. À, bạn nào không đánh răng là phải đi đến bác sĩ là nhổ cái răng ra đó nha. Là răng bị sâu. Phải đi bác sĩ nhổ răng, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Rồi bác sĩ muội xin chào tạm biệt các bạn. Bye các bạn. À, hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn đã các bạn nha. Bye bye. Các bạn nhớ quay phim và các cháu bạn cá với bác sĩ muội nha. À, các bạn nhớ xem video của bạn cá sấu, bạn chó và bạn bác
sĩ xí muội nha.